vâng chào các bạn bữa tối thứ hai hôm nay mình rất là vui livestream đến các bạn cái chủ đề 10 chiến thuật đơn giản để chúng ta có được cái mối quan hệ bền chặt và cả một tuần nay đúng không giáp tuần rồi hôm nay mình mới livestream đến cho các bạn được à, và rất là vui hôm nay có cái buổi chia sẻ này à, cả tuần nay khá bận rộn nên là không livestream được nhiều và tối hôm nay mình bắt đầu cho cái buổi tuần này để livestream đến cho các bạn à, cả ngày hôm nay mình bận chấm bài thi rất là nhiều bây giờ trên bàn mình à, ngủ ngang bài thi à, chấm cho các bạn sinh viên và rất là vui khi mình đọc những cái bài à, tại là cho hoàn toàn đề mở mà và rất là vui khi mà đọc những cái bài à, chia sẻ này thì thì các bạn à, tuổi còn trẻ mới có hai 20 thôi các bạn đã thấm được rất là nhiều à, bây giờ chúng, chúng ta chào nhau đi à, chào bạn à, Phan Vĩ Phan Vĩ Kha khai ok chưa à, chào bạn Phan Vĩ Khai, xong vừa rồi em chưa đi học chào bạn Nguyễn Đức Văn chào bạn Diệu Nguyễn vâng chúng ta chào nhau đi các bạn ơi à, chào bạn Lô Huy Phan Vĩ Vĩ Khai sao vừa rồi không thấy em đi học nhỉ À, à, rất là bất ngờ, cái lớp vừa rồi vắng em à, Bạn Nhật Ly, ok, chào bạn Huỳnh Bảo Duy Vâng, à, chào em, rất là năng lượng Vâng, chào bạn à, Diễm Đoan Bạn Diễm Đoan lâu quá rồi chưa gặp em Chưa thấy em đi tham gia lại, ok Chúng ta chào nhau nha Chào bạn Luyện Các bạn nào mà ở khắp mọi miền đất nước thì các bạn nhớ chào nhau Chào bạn Ngọc Huyền nhớ chào nhau giới thiệu họ tên của các bạn và nhớ là gì à? giới thiệu bạn ở khu vực nào để mọi người cùng biết bạn nào là lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng giới thiệu luôn à chào thầy em nghe thầy đã lâu nhưng chưa có cơ duyên à, được cầu thầy ok hôm nay chúng ta gặp nhau qua online là tuyệt vời rồi em ơi à, chào bạn khánh phương ok chào bạn hà thị hưng vâng chào bạn thú bắc wow à, càng ngày càng đông lên à, chào bạn thấm tăng À, vừa rồi vẫn chưa không có thấy em tham gia chào à, bạn luyện ok ngồi luyện công như vậy là tốt quá luyện ơi à, bản thân mình cũng mình vẫn đang ngồi để mình làm việc đây mới đang ăn tối về à, ngày hôm qua và ngày hôm nay là mẹ mình ở cam ranh vào à, và hồi nãy mới đi ăn tối với mẹ rồi đưa mẹ lên xe về quê à, chào bạn đinh tâm dương ok À, bạn thú Bắc ở gia lai à, chào bạn tài nguyễn ok à, rất là tuyệt vời à, chào bạn đặng gia hồng chào bạn uh, nhã trân vâng à, tối hôm nay mình chia sẻ với bạn cái chủ đề nó rất là đặc biệt và bây giờ các bạn hãy chia sẻ cái livestream chào bạn selina nguyễn ok lâu rồi cũng chưa gặp em chào bạn uh, nguyễn đức văn ok bạn nguyễn đức văn à vừa rồi có đi học lớp của thầy rất là vui hạnh phúc và tràn đầy năng lượng vâng À, sắp tới lớp chín thì em nhớ đi học nha bạn văn ơi chào bạn huyền ok chào bạn tình đặng rất là nhiều bạn rất là nhiều bạn em đọc quyển vực quân lớn em càng công phục ý chí của thầy cảm ơn bạn tình đặng rất là nhiều à, mong rằng là nó truyền cảm hứng cho em các bạn chia sẻ cái livestream này bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống nha à, thông qua facebook chúng ta quen biết nhau à, cái facebook bây giờ nó rất là tuyệt vời à, chúng ta ở khắp mọi miền đất nước các bạn vẫn ngồi ở nhà mình vẫn ngồi ở nhà mình mà chúng ta vẫn quen biết nhau nhờ nhờ cái công nghệ live stream này Nên bước đầu tiên là chúng ta có được cái buổi giao lưu này là chúng ta phải cảm ơn cảm ơn ai cảm ơn facebook cảm ơn cái, cái cái ông tỷ phú mark zuckerberg ông đã tạo ra một cái facebook nó rất là ý nghĩa này để chúng ta mới có cơ hội khắp mọi miền chúng ta quen nhau em muốn đi học mà tiếc quá em ở hà nội không sao bạn văn giang ơi bay vào thôi cơ hội để chúng ta thoát ra khỏi cái khu vực hà nội vài ngày thì nó cũng tốt mà được giao lưu à chào bạn trân à, nguyễn trân lâu quá chưa gặp em chào bạn hoàng ngọc lân biết thầy gặp thầy cái đây 8 năm qua wow, tuyệt vời gặp mình đây 8 năm rồi bây giờ bạn vẫn còn nhớ mình bạn quá tuyệt vời bạn trương long nhật bạn hồng nhung tuyệt vời vậy thì bây giờ chúng ta vào chương trình và khi để bắt đầu vào chương trình thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream về đi À, chia sẻ livestream và chương trình của chúng ta tối nay mà nói 10 10 cái điều nó vô cùng quan trọng để chúng ta 10 cái chiến thuật vô cùng quan trọng để chúng ta có được mối quan hệ bền chặt à, và tại sao mình chia sẻ cái chủ đề này các bạn nên nhớ nè mỗi người mà chúng ta à, có dịp quen biết họ một người lạ mà chúng ta có dịp quen biết họ thì họ đang chứa một cái bí mật gì đó họ đang biết một cái điều gì đó họ đang nắm giữ những cái thông tin gì đó mà chính chúng ta chưa biết điều đó có nghĩa là gì ạ điều đó có nghĩa là nếu mà bạn xây dựng được thêm một mối quan hệ mới thêm một mối quan hệ mới à chào bạn nguyễn trân rất là tuyệt vời à, vừa rồi thấy trên facebook em em đưa cháu đi học rất là tuyệt vời hoàng tú nt bạn phan Vĩ khai ok chào bạn phan Vĩ khai à. Mỗi người mà chúng ta quen biết trong đời này thì họ luôn chứa một cái bí mật gì đó, họ luôn biết một cái thông tin gì đó à, Chào bạn Nguyễn Thanh Đức, chào bạn Xuân Vinh à, Mà ta chưa có biết và đó là lý do, lý do mà chúng ta cần phải xây dựng và kết nối cái mối quan hệ Chào bạn Như Đỗ Và tất cả những người thành công, họ đều có rất là nhiều mối quan hệ và họ có nhiều mối quan hệ rất là chất lượng Ok, chào bạn Phan Ngọc Ánh à, Mối quan hệ rất là chất lượng À, chào thầy hẹn gặp lại thầy tại khóa disc tiếp theo Khóa lần này em chưa tham gia được vâng cái khóa disc là ngày hôm qua và ngày hôm kia là hai ngày các bạn vỡ tung ra các bạn ngộ ra rất là nhiều điều bạn Thám Tăng ơi chào bạn trần bảo khuyên à ok chủ đề này rất là nghĩa đúng rồi chính xác và nếu các bạn mà chưa có được cái mối quan hệ rộng lớn à, chưa có những cái mối quan hệ chất lượng chưa có những cái mối quan hệ rộng à chào bạn Sơn Vũ OK lâu quá rồi mới được gặp bạn Sơn Sơn Vũ à, rất là vui bạn Sơn Vũ xem cái livestream này à, lớp sau khi nào có thẻ OK à, chút xíu nữa sẽ trả lời cho em à, em cứ comment em hỏi xuống là chút xíu sẽ trả lời cho em à, chào bạn Nguyễn Nhật Vân vâng và wow. rất OK thầy bạn Sư lê OK vâng và các bạn đã nhớ rằng là những người những người những người mà chúng ta quen biết trên đời này họ chứa những cái bí mật à, họ chứa những cái thông tin họ chứa những những cái tài sản gọi là những cái tài sản rất là quý giá mà khi chúng ta xây dựng được mối quan hệ bền chặt với họ thì vô hình trung vô hình trung gì ạ à? chúng ta nhân chào bạn chương trình ở biên hòa ok chúng ta nhân gì ạ à? chúng ta nhân nhân cái nguồn lực của chúng ta lên rất là mạnh à, và đó là những con người rất là khôn ngoan những 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 con người họ rất là tinh tế và những con người đó đó là lý do mà họ thành công à, mối quan hệ chất lượng nó sẽ dẫn đến chúng ta à có được những cái thứ mà trong cuộc đời của chúng ta chúng ta sẽ rất là khó khăn à chúng ta sẽ rất là khó khăn để chúng ta có được cái việc đó nếu mà chúng ta không có được cái mối quan hệ tuyệt vời ok chào bạn lộc nguyễn à nên là đó là lý do mà mà chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ và có những người thì họ có nhiều mối quan hệ vô cùng chất lượng và tuyệt vời tuy nhiên cũng đầy những con người như thế nào ạ à? họ cũng có những mối quan hệ nhưng mà mối quan hệ họ là mối quan hệ gì à? mối quan hệ nhậu không à? à toàn là những cái thằng bạn nhậu không à à rủ đi nhậu là lập tức nó nó đi nhậu ngay hoặc là mối quan hệ gì à toàn là những bạn ngồi tán không à toàn là những bạn rên rỉ than thở không à chúng ta hãy gần gũi các người thầy của chúng ta ok chào bạn Giang thì Kim Cúc ok chưa yeah. à thì các mối quan hệ đó à, nó gì à nó làm cho chúng ta càng ngày càng nhậu giỏi ra càng ngày càng hút thuốc giỏi ra càng ngày càng tiêu cực giỏi ra tuy nhiên nó lại không mang cho chúng ta à, những cái 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 lợi ích khác nó không tiếp cho chúng ta những cái năng lượng nó không làm cho chúng ta giỏi hơn à, về mặt tích cực mà nó chỉ giỏi hơn về mặt tiêu cực không ạ à? đó là những cái con người họ không biết hình thành cho họ những cái đội nhóm tuyệt vời à nó là hôm nay mình chia sẻ các bạn à, 10 cái chiến lược để chúng ta có cái đội nhóm tuyệt vời à và hồi nãy giờ cái khúc dạo đầu của mình các bạn thấy các bạn có cảm nghiệm ra được là cái chủ đề hôm nay nó hay không ạ à? và các bạn có cảm nghiệm ra được rằng là là cái chủ đề hôm nay nó chất lượng không ạ à? à, nếu các bạn cảm nghiệm ra được điều này thì các bạn comment lên các bạn nói là tôi sẽ học được rất nhiều từ buổi tối hôm nay à, các bạn cũng comment luôn các bạn sẽ nói rằng là tôi sẽ cam kết đi hết cái livestream này và các bạn cũng comment xuống và các bạn nói rằng là à, tôi à, sẽ áp dụng mười cái điều này à, cho cái công việc của tôi cho bạn thu bắt à, bạn rất là tích cực chào bạn giang kim cúc ok giờ và hãy chia sẻ cái livestream này về nhà mình và giữ nó lại để các bạn xem đi xem lại để bạn nhớ Và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình Thì các bạn cũng phải comment xuống Và các bạn nói rằng à, Tôi rất vui được làm quen với anh Ok chưa à, Điều này nó rất là tuyệt vời à, Tôi sẽ học được rất nhiều từ hôm nay Với thầy và các anh chị sẽ áp dụng Ok chào bạn Lê Hiền Lê Hiền ok chào Lê Hiền Chào bạn Bùi Thiên Tạo Rất là vui chào em Chào bạn Đỗ Thị Thúy An Chào bạn Hậu Nguyễn Chào bạn Thú Bắc Ok chưa và bây giờ mình dành một ít phút để mình giới thiệu sơ về mình, mình tên là Nguyễn Thi à, năm nay mình 42 tuổi, mình đã có à, gia đình à, và một bé gái, các bạn thấy phía sau có hình của mình đó đúng không? và mình đến từ chơi bạn chào bạn Lợi Nguyễn chắc là lần đầu tiên bạn biết mình và mình à, là người gốc à, à, đến từ tỉnh Khánh Hòa à, và hiện tại thì mình sở hữu vườn ươm doanh nhân b là nơi chuyên đào tạo và giúp cho các bạn À, khởi nghiệp làm chủ doanh nghiệp thành công mình chỉ chia sẻ về những cái điều này bởi vì đó là kinh nghiệm của mình cái chữ vương ươm nhân nhân các bạn thấy không ạ à? rõ mà rất là rõ còn còn cái này là gì ạ à? đây là cái khóa học rất là đặc biệt của mình mình duy trì trong cả 9 năm nay và đây là mình là tác giả của ba cái quyển sách này cái quyển sách thứ nhất là quyển sách vượt biển lớn cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi à cũng chuyên về kinh doanh và quyển thứ ba là quyển bị dân đầu quay nếu bạn nào mà chưa ra kinh doanh mà chưa hiểu về những cái nền tảng trong kinh doanh nó là những cái thì các bạn hãy mua những quyển sách của mình các bạn đọc bạn nào mà muốn ra khởi nghiệp mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy mua những quyển sách của mình đọc à, và bạn nào mà mua hai quyển sách của mình ngay bây giờ vào ngay buổi tối hôm nay luôn các bạn chỉ cần inbox số điện thoại cho mình là sách sẽ được gì à sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước à, bất kỳ bạn ở đâu bạn chỉ cần cho số điện thoại tôi là sách sẽ được gửi đến nhà bạn trên khắp mọi miền đạt được à, thông qua cái đường bưu điện và hai quyển sách tiếng việt này nó chỉ có cái quyển tiếng anh thì các bạn muốn mua thì các bạn in báo riêng còn hiện tại thì mình đang nói hai cái quyển tiếng việt này hai cái quyển tiếng việt này à, các bạn muốn mua thì các bạn inbox cho mình số điện thoại sau đó các bạn sẽ gì à, à hai cái quyển này chỉ có 210.000 thôi mình phi ship cho các bạn đây là cái số đây là cái giá bìa luôn đó các bạn đi ra nhà sách các bạn cũng mua đúng cái giá đó à, và mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group à, cái group này là cái group toàn là những người làm kinh doanh cái đó là mình bonus cho các bạn và vào trong đó các bạn sẽ hỏi mình những cái câu hỏi về kinh doanh à, và những cái câu hỏi về kinh doanh mình sẽ trả lời các bạn rất là chi tiết trong đó và khi có nhiều câu hỏi lại thì mình mới góp lại mình mới tập hợp lại rồi mình livestream đúng trong cái group bí mật đó những người có sách mới được tham gia vào trong cái group đó vậy các bạn nào quan tâm thì các bạn comment xuống và các bạn cho mình cái quyển sách này để mình như thế nào và mình gửi lên nhà các bạn và bạn nào mà đã có sách rồi mà chưa ép vào group thì các bạn cũng comment xuống báo cho mình biết và mình sẽ cho các bạn đường link và khi các bạn uh, các bạn như thế nào à các bạn trả lời được những câu hỏi trong cái đường link đó uh, thì các bạn sẽ được đưa vào group và lúc đó các bạn sẽ là thành viên của group và khi đã là thành viên của group à, chat xiết là sao à bạn nga nguyễn mình không hiểu bạn nga nguyễn muốn nói gì và khi các bạn đã trở thành viên của group thì các bạn sẽ kết nối rất là nhiều bạn kinh doanh ở trên khắp mọi miền đất nước này điều này rất là tuyệt vời cảm ơn các bạn rất là nhiều à, bạn chưa được vào group là bởi vì bạn không chịu trả lời những câu câu hỏi ok không à chào bạn nguyễn thương vâng và bây giờ mình vào chủ đề các bạn đã sẵn sàng chưa em mua hai quyển rồi ok tuyệt vời À, em đã có sách rồi rất là tuyệt vời muốn có sách rồi thì vào group rất... à, bạn nào đã đọc sách mình rồi thì các bạn như thế nào à các bạn comment xuống thứ nhất để xây dựng mối quan hệ chất lượng ok chứ và bền chặt điều thứ nhất bạn phải là người luôn luôn tích cực ok chưa bạn phải là người luôn luôn tích cực Ghi vô điều thứ nhất bạn phải là người luôn luôn tích cực tại sao cái người tích cực đó, họ sẽ mang cái mối quan hệ họ sẽ xây dựng à, cái mối quan hệ bền chặt tại sao vậy tại sao vậy các, các bạn à, tại sao người tích cực thì họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ rất là bền chặt bởi vì chỉ có tích cực thì cái người tích cực đó là người nào? họ luôn nói họ luôn nói mọi thông tin với cái mục đích là xây dựng với mục đích là là có ý nghĩa và với mục đích giúp cho chúng ta phát triển. À, tất cả những người tích cực họ đều suy nghĩ về cái điều này. Còn người tích cực thì họ hay phán xét Người tích cực là họ hay họ hay hay gì? Hay suy nghĩ cá nhân. Họ xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên họ hay nghĩ cái món lợi cho họ nhiều hơn là người người, người kia. Họ không có win win. Cái người tích cực là họ luôn suy nghĩ win 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 tức là ba chữ win tức là à, anh win tôi win và như thế nào à? khách hàng của chúng ta win ba cái chữ win hoặc là chúng ta bốn cái chữ win bốn à, chữ win là gì anh win tôi win nhân viên tôi win khách hàng của tôi win các các bạn hiểu chưa còn những người tiêu 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 cực á những người tiêu cực á thì họ cứ luôn nghĩ là họ win thôi còn ngoài kia là mặt hoặc là họ hay gì ạ à? họ hay phán xét Họ hay phán xét. À chào bạn gạo núi Mạnh Cương. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok giờ Họ hay phán xét, họ hay rên rỉ, họ hay than thở cái 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 cái, cái tính phán xét nó rất là nguy hiểm. Hoặc là họ ganh tị. À những cái tính cách đó nó sẽ không giúp cho chúng ta có cái mối quan hệ bền chặt được. À chắc chắn là một câu rồi. À, nó không giúp cho chúng ta có mối quan hệ bền chặt được. Bạn nào đã đọc sách của mình rồi thì các bạn comment xuống Các bạn thấy cái quyển sách của mình các bạn có học được cái gì hữu ích không ạ à? à, Bạn nào mà à, muốn mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống Mình sẽ gửi sách đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước Ok chưa à, Nó là khi chúng ta nói những điều tích cực Các bạn biết là tất cả cái vấn đề gì nó cũng có hai mặt Tuy nhiên những cái người á mà họ không biết cách á À, thì họ hay họ hay nhìn vấn đề ở cái góc tiêu cực và bắt đầu họ vẽ ra cho nó bự ra và các bạn mà ngồi mà nói chuyện với những người tiêu cực đó, các bạn mệt lắm à, cho bạn trần trường cho bạn kim ngân okay chưa? các bạn ngồi nói chuyện với những người tiêu cực đó, những người phán xét bạn mệt lắm họ, họ họ phán xét rồi bắt đầu họ ngồi họ vẽ cái việc đó là thế là nó như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ à, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ Em đã đọc, nó làm thay đổi tư duy của em rất là nhiều Chào bạn Trương Trần, tuyệt vời Cảm ơn em, em đã đọc cái quyển sách của mình Chào bạn Phạm Duy Mạnh, ok chưa Cảm ơn em rất là nhiều Chào bạn Nhu Nguyễn, vâng Bạn nào chưa có sách của mình thì comment xuống mua sách nha Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều Để các bạn hình thành cho bạn có Một cái nguồn năng lượng của người làm chủ Một người làm kinh doanh Đặc biệt Với người làm kinh doanh với người làm chào bạn anh Nguyễn cảm ơn em những chia sẻ em rất là tuyệt vời chào bạn Nguyễn Nhật Vinh em đã học được rất nhiều từ mỗi ngày một chút thôi cảm ơn thời duy đã mang một luồng gió mới rất là tuyệt vời bạn Nguyễn Nhật Vinh à, sắp tới mình sẽ có những cái quyển sách tiếp theo nữa cái quyển tiếp theo của mình cái quyển tiếp theo của mình là là quyển bán hàng online ngay và cái quyển tiếp theo nữa đó là quyển luôn có cách để làm tức là mình đã chuẩn bị hai quyển sách rồi và từ đây tới cuối năm sẽ ra mắt các bạn À, cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã ủng hộ hai quyển sách trước của mình. À chào bạn Minh Lê lâu quá rồi chưa có gặp em. À, lúc này em như thế nào rồi? À không thấy em tương tác nữa. Nhưng mà rất là vui em xem live stream này. Vâng, chào bạn Thùy Hải Lý. Ok. giải thích các bạn. Làm một người làm kinh doanh, làm một người làm kinh doanh thì chúng ta phải gì ạ? À? Chúng ta phải rất là giỏi trong việc xây dựng mối quan hệ liên tục mỗi ngày chúng ta đều phải xây dựng cho mình những mối quan hệ mới và chúng ta duy trì những cái mối quan hệ cũ để cho nó bền chặt. À, mình trong các cái lớp mình mình luôn yêu cầu các các bạn phải làm một cái bài tập, phải làm một cái bài tập gì? Mỗi ngày bạn phải xây dựng, mỗi ngày bạn phải làm ra cái gì? Làm cái nem cạc visit và bạn phải đi phát cho 10 người mà trên cuộc đời này chúng ta chưa bao giờ gặp họ à chào bạn liên lê à, lâu lắm rồi không gặp em cũng không thấy em đến lớp luôn bạn liên lê ơi từ lúc học lớp bi xong thế là thấy em biến luôn à, à không biết là em như thế là thế nào rồi à các bạn vô à, chào bạn nguyễn minh đức cho bà chào bạn thanh huệ ok rất là tuyệt vời à, bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì tranh thủ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi tranh thủ chia sẻ livestream này về nhà các bạn à bạn nào muốn theo dõi livestream của mình thì bấm vào cái nút bật livestream á để nó luôn đến nhà các bạn khi mỗi khi mình livestream thì nó bật lên nó báo cho các bạn nhé à. và đặc biệt khi chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta phải làm cái công việc này mỗi ngày cho bạn Nguyễn Thị Thu Hương à chúng ta phải làm cái công việc này mỗi ngày à mình bắt các bạn đó là mỗi ngày phải đi gửi cái nem cạc visit cho 10 người 10 người mà chúng ta chưa quen biết à, và phải làm liên tục nó như vậy từ năm này qua năm nọ à okay rồi từ năm này qua năm năm nọ à, và đó là hình thành cho chúng ta một cái thói, thói quen à, để chúng ta luôn xây dựng cho mình để chúng ta có mối quan hệ chất lượng thì chúng ta phải có ngày hôm nay chúng ta phải tương tác với họ chúng ta phải chia sẻ với họ thì lần lần chúng ta mới có được những mối quan hệ chất lượng được chào bạn phạm xuân tùng lâu quá rồi chưa gặp em à, lúc này em kinh doanh rượu sao rồi à cái thứ hai là nói năng chân thật không thiên vị ok nói năng chân thật à chào bạn phạm quý phát ok cái thứ hai các bạn lên nó nói là chúng ta luôn luôn nói chuyện một cách rất là chân thật không thiên vị nó mang gọi là cái từ khách quan á à, khách quan á nếu mà các bạn nói chuyện mà mà thiên vị ai đó và không khách quan một cái vấn đề gì đó thì như thế nào nó sẽ làm tổn thương cái người khác ghi vào đi à Tức là chúng ta phải nói năng một cách rất là khách quan Chào bạn Đoàn Minh Dương Ok, chào bạn Đùi Kiếm Đông Nguyễn Thị Cấm Nhung vào xem đi à, em Ok, chào bạn Bùi Kiếm Đông Chào bạn Thúy Liễu Trương ờ, Chào bạn Anh Nguyễn Nói năng nói chuyện một cách rất là khách quan à, Một cách tức là 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 chúng ta Không có thiên về Như là Là cái dạng như là bên người này Chào bạn Hiền Trang Bùi Ok, chào bạn Thu bắt à, à, à binh người này rồi người kia không chúng ta nói khách quan thôi bạn mình à có cái gì đó không ok thì chúng ta cũng ngồi chúng ta nói chuyện với họ là bạn nên làm cái việc này này bạn lên cái việc kia này cái tính của mình á mình nói với bạn mình là một trong những cái người mà cái tính khá thẳng bạn nào không ok là mình nói thẳng liền à à tuy nhiên à những bạn đó luôn luôn biết rằng à, là mình nói cái việc đó là mình nói để cho họ gì? họ tốt ra tony tuyết lê à tony tuyền lê bạn tony tuyền lê sao tự nhiên em có cái tên tony ơn trước vui dữ nhà cái tên tony là tên của con trai mà em không biết đâu ạ à, em vẫn đe theo dõi chia sẻ của thầy mỗi ngày và em sẽ đi học thầy ơi ok chào bạn liên lê đam mê kinh doanh là chúng ta phải đi xây dựng nền tảng kinh doanh cho nó bền vững nha. bạn liên lê ơi à okay, chứ còn nếu không á là chúng ta thiếu cái nền tảng á cái nhà của chúng ta vậy, cái móng nó yếu ấy, chúng ta không có thể xây dựng được cái nhà lên cao được và đó là lý do mà các bạn cứ lo hay lo hay hoài. À. mỗi khi năng lượng đi xuống đập một ngang một chút thôi là nó lên liền, ok tuyệt vời quá bạn nhi đổ rồi. à. vậy thì khi mà chúng ta nói về cái sự thật nó thẳng thắn nhận xét góp ý bạn mình, các bạn thấy mà các bạn nào đã từng học những cái lớp mình các bạn không, mình nói thẳng hết mình thấy là các bạn mà nói không hay thì mình nói là các bạn nói như vậy không có hay các bạn đứng phát biểu như vậy là không có được các bạn nào mà nói lông vong lông vong là mình nói là các bạn hãy nói thẳng vào vấn đề liền rồi bạn nào mà chưa ok gì là mình mình nói là mình sẽ góp góp ý bạn ok bạn có giận mình thì sao các bạn thấy không mình luôn luôn nói thẳng à, mình nói rất là thẳng thậm chí các bạn đang livestream mình này và mình thấy có bạn nào không ok là mình cũng nói thẳng tuy nhiên à, có những bạn họ chưa hiểu vấn đề thì họ như thế nào họ cũng giận mình à, nhưng mà không sao bởi vì mình luôn nói chuyện với một cái đó là cái sự thật đó là một cái khách quan 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 thôi và và khi bạn hiểu được á thì bạn thấy rằng à cái điều này nó nó rất là ý nghĩa à chứ còn không là à, những cái mối quan hệ mà chúng ta hay gọi là khen đểu á à, khen cho quá đó à, người ta cũng ok mà mình cũng khen à, à, góp ý thì không chịu góp ý để xây dựng cho người ta tốt hơn à ok chưa thẳng thắng bị giận suốt luôn thầy ơi ok chưa đúng rồi à, tuy nhiên à, mình là người chủ động tương tác mình phải làm tốt hơn hơn nữa okay, thì tự nhiên cái việc xây dựng mối quan hệ đó nó tốt hơn à còn còn không là chúng ta vòng queo, chúng ta lấy lòng nhưng mà thực sự là họ không như vậy thì sau này liên quan tới cái việc làm ăn rồi nó rất là nguy hiểm nó không có tốt chút xíu nào à, nên là chúng ta cần phải thẳng thắng ngay từ đầu chào bạn Trường Bùi Ok, chào bạn Ni Ca Cao Nói thẳng bị ghét luôn đó thay Không ghét đâu Không ghét đâu, đâu, đâu đâu em à, Mình nói thẳng hoài à, Mình cứ làm việc hết mình Mình đừng có sợ người ta ghét Em ơi à, Không có sợ người ta ghét đâu Và mình nói thẳng Mình nói khách quan Thì tự nhiên người ta ok với mình à, à Và trong lớp mình hay làm cái việc này hoài Em đi học em cũng cảm nhận cái điều này mà đúng không ạ à, tiếp, tiếp theo Cái thứ ba là chúng ta phải đúng giờ À phải đúng giờ Chúng ta muốn có một cái mối quan hệ tốt quá Thì chúng ta phải đúng giờ Nếu mà chúng ta không đúng giờ Thì cái mối quan hệ đó nó sẽ không có tốt được À cả ngày nay mình chấm bài Và mình nhớ một cái câu chuyện Của một cái bạn sinh viên Bạn ghi ở trong cái bài Bạn nói rằng là Em rất thích cái tư duy là phải đúng giờ Và à, Bạn kể một cái câu chuyện à, Rất là hay À, và mình thấy rất là thống à, bạn kể một câu, câu chuyện này, này là à, cái giới sinh viên tụi em ở phần lớn là không có đúng giờ bạn nói là là tụi em gần đến giờ thi là cùng nhau hẹn đi học à, cùng nhau học ôn thi và tất cả thống nhất là 7 giờ có mặt ở quán cà phê ở trường à, bạn hình dung chưa và cả group mọi thứ đều ok hết và bạn đó nói rằng là thực ra thì bảy rưỡi bạn mới có mặt được bạn mới có mặt ở quán cà phê ở trường và bạn rất là bất ngờ rằng là bạn đã đi trễ rồi tuy nhiên tuy nhiên nó như thế nào à tuy nhiên có mỗi có một mình bạn à thì bạn alo với những người bạn kia thì có bạn nói là mới vừa dắt xe ra khỏi nhà có bạn nói rằng là à, đang trên đường đi có bạn nói rằng là mới vừa ngủ dậy chờ tao một chút xíu chào bạn phú hương càng đọc sách thầy em càng thấy thú vị ồ oh, cảm ơn bạn phương rất là nhiều à chào bạn trần tài em ok chưa cảm ơn em rất là nhiều à những bạn nào mà có sách đọc sách của mình thì đó là một cái điều may mắn Ở oh, giờ yeah. một cái điều may mắn một cái duyên duyên mà chúng ta gặp nhau bởi vì mình viết để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm trong kinh doanh của mình bạn nào mà chưa có sách thì rất là đơn giản các bạn comment xuống cái số điện thoại à và sách sẽ được gửi về nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước à, các bạn ở đâu sách cũng gửi được đến nhà các bạn hết hai quyển sách chỉ có 210.000 thôi ok chưa giai đoạn này mình free ship à, một tháng sau nữa mình không có free ship à, nó tới uh, cái tiền ship nó mắc tới ba đến bốn mươi lần đó tùy theo khu vực và mình còn ép các bạn vào một cái group nữa ok chưa chào bạn thi đa chào bạn thi đa ok bạn thi đa ở an giang rất là tuyệt vời vậy thì cái bạn đó bạn kể như thế nào à? và và cho tới gì à? cho tới 9 giờ 9 giờ thì mọi người mới có mặt đông đủ và phần lớn là chưa ăn sáng phần lớn là chưa ăn sáng rồi lại mới là lo đi ăn sáng ABC bạn nói là 10 giờ mọi người mới tập hợp rồi học học rồi thì chưa được làm gì hết 11 giờ rưỡi mọi người phải về và bạn thấy mất nguyên cả một buổi sáng nhưng mà cái mục tiêu thì nó hoàn toàn không đạt gì hết các bạn thấy chưa mình kể cái câu chuyện đó các bạn có thấy là chúng ta có nói ná như vậy không và bạn đó mới nói rằng là bắt đầu từ đó đổ đi những cái cuộc họp mà cứ mà hẹn ra học rút đồ với nhau vậy là em không hẹn nữa bởi vì nó hoang phí cả một cái thời gian à, và phần lớn các bạn có phát hiện ra cái điều này không ạ à? phát hiện ra cái điều này bản thân mà các bạn mà đi các cái chương trình của bên mình các các bạn của training mình là luôn luôn đúng giờ các 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 bạn thấy giờ chưa à, bởi vì sao à? các các bạn không đúng giờ nó làm cho mọi người khác tổn thương à chúng ta không thể xây dựng mối quan hệ với cái việc trẻ nải được với cái giờ dây thun được cái điều đó là không thể chấp nhận được à đặc biệt à, các bạn là cái giới làm kinh doanh à mình ở đây thì mình trên facebook của mình phần nhiều là cái giới làm kinh doanh à làm kinh doanh mà các bạn bị trễ giờ làm việc với đối tác mà các bạn bị trễ giờ là phần nhiều là đối tác nó hủy với họ không làm việc với với bạn bởi vì sao à, à bởi vì cái việc đúng giờ mà bạn không làm được thì chắc gì anh đã giao hàng cho tôi đúng giờ à, nhờ, chắc gì anh cam kết chất lượng đúng à cái việc đúng giờ là việc rất là đơn giản mà anh còn làm không được thì những việc khác đâu sao anh làm được các bạn có nhận ra điều này chưa nó là một trong những cách chúng ta đúng giờ để chúng ta tôn trọng các mối quan hệ của mình và dĩ nhiên lâu lâu chúng ta cũng trễ giờ chúng ta trễ giờ thì chúng ta cần phải gì à cần phải phải gì à phải thành thật xin lỗi và Nhìn nhận cái lỗi đó là lỗi của mình. Em nhận án 100k à, khi em đi muộn, đúng rồi. Mình nhớ bạn Mạnh Cường. À, khi em đi muộn thì em chủ động lên. À, em đóng phạt 100k. À, cái điều đó nó tốt nha, à? nó làm cho bạn ý thức được rằng là mình không được nó như vậy. Ok chưa? Vậy thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã nghe tới cái điều thứ ba. À, và bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ gì ạ? À? Trễ giờ là bị chửi đó thầy ơi. Đúng rồi à, và chúng ta hãy set up lại cái tư duy này à, các các bạn nhé bắt đầu từ bây giờ các bạn phải set up lại cái tư duy này các bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn thì các bạn hãy chia sẻ đi để giờ à? để cho nhiều người biết để cho bạn bè bạn nó biết để nó ý thức ra được cái việc này à, bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta tranh thủ chia sẻ à, bạn mạnh cương em chia sẻ chưa bạn đình phước em chia sẻ chưa và bạn nào chưa các bạn nào mà muốn mua quyển sách của mình thì các bạn hãy comment số điện thoại xuống à, sách sẽ được gửi đến tận nhà các bạn tiếp tiếp tục à, tiếp tục các bạn tiếp tục à, luôn luôn nói luôn luôn nói cảm ơn và làm ơn luôn luôn dùng từ cảm ơn và làm ơn à, em mới đọc xong quyển vượt biển lớn rất hay cảm ơn thầy kể về câu chuyện ok rất là tuyệt vời em henry trần cảm ơn em à, em à, để dành thời gian em em đọc và cái quyển thứ hai mà em đọc là cái quyển mỗi ngày một chút thôi à, nó sẽ giúp cho em cái hành trình của doanh của em nó được tốt ra cảm ơn em rất là nhiều ok giờ cái điều thứ tư mình muốn chia sẻ trong cái livestream này à chia sẻ rồi ok bạn nguyễn kim giang bạn ngô thái bảo em đã chia sẻ chưa cái điều thứ tư là luôn luôn nói cái từ cảm ơn và làm ơn ghi vô luôn luôn nói từ cảm ơn và làm ơn à. khi đối tác của chúng ta khi bạn bè của chúng ta chia sẻ cái điều gì thì chúng ta phải nói cái từ cảm ơn em chuẩn bị kinh doanh mua sách nào đọc đây thầy ơi em mua hai cái quyển sách của mình là quyển vượt biển lớn và quyển mỗi ngày một chút thôi hai cái quyển đó nó giúp cho em có nền tảng rất là tuyệt vời chào anh hay quá ạ em ở hải dương chào bạn Duy nguyễn rất là vui là quen với em à. luôn nói lời cảm ơn và làm ơn đúng rồi à bất kỳ các bạn biết các bạn thấy không ạ à? khi bạn làm một việc gì cho ai đó và người nào đó họ nói cái từ cảm ơn bạn thì các bạn thấy bạn vui không ạ à? rất là vui vui lắm cái từ cảm ơn là một trong những cái từ rất là kỳ diệu à hoặc là bạn nhờ ai đó làm một cái gì thì bạn nói là làm ơn chú làm ơn cho con hỏi đường chú làm ơn à hoặc là các bạn gặp một anh cảnh sát giao thông đi anh làm ơn chỉ đường cho em bởi vì em mới đến đây em cho biết các các bạn thấy chưa nói cái từ làm ơn là tự nhiên người ta muốn giúp ngay à. các bạn hiểu chưa nó là hai cái từ nó rất là tuyệt vời đó là từ cảm ơn và từ làm ơn à. và chúng ta muốn làm một người kinh doanh tốt một người bán ăn tốt thì các bạn sẽ biến cái này nó thành ra cái thói quen à. các bạn thấy ở trong lớp của của, của mình không ạ à? kể cả mà à mình à, các bạn đứng lên hỏi và sau khi trả lời xong là mình còn cảm ơn các bạn mình còn cảm ơn mình mình luôn cảm ơn các bạn đó là cảm ơn bạn à, có một cái câu hỏi rất là hay cảm ơn bạn bạn nói lên cái tình huống đó để cái lớp cùng học được cái, cái 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 bài học này cả lớp cho anh ta một cái tràng phá tay rất là cả rất lớn à cảm ơn bạn rất là nhiều các các bạn thấy không ạ à? mình luôn mình luôn cảm ơn lịch sự khiêm tốn hạ thầy ok chưa yeah. à, chúng ta luôn nói cái từ cảm ơn và từ làm ơn cảm ơn thầy đã livestream stream quá năng lượng, ô, oh, bạn Nguyễn Kiên Giang, à, khi mà các các bạn thấy mà, các bạn đọc cái câu comment của bạn Nguyễn Kiên Giang các bạn thấy vui mà rất là vui, bản thân mình đọc là mình cảm giác rất là vui, à, điều này rất là tuyệt vời, bạn Nguyễn Văn Quang chào bạn Nguyễn Văn Quang lâu quá rồi, à, mới thấy bạn xem là cái live stream này rất là tuyệt vời, à, buổi chia sẻ hôm nay rất là tuyệt vời, chia sẻ đi các bạn ơi, ok chào cảm ơn bạn Ngô Thế Bảo rất là nhiều các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn là tự nhiên các bạn sẽ à, Sẽ thấy cái điều này nó rất là ý nghĩa, đó là Chúng ta hãy biến nó thành một cái thói quen à, Cảm ơn Kể cả con gái của mình cũng vậy, bé Bambi thôi Bé mới có 5 tuổi thôi Sẵn à, sàng các bạn thấy bé Bambi à, Xuất hiện trong cái livestream đúng không à, đó các bạn thấy hình ở phía sau lưng là hình của bé Bambi đó Các bạn thấy chưa Thì khi mà bé đưa cho mình nước hay bé đưa cho mình gì là mình cũng luôn nói rồi à, à Ba cảm ơn con Ok chưa à, Và bé cũng trở thành thói quen luôn, khi mà à, à, Mình đưa cái gì cho bé, à, đưa ly nước cho bé thì bé cũng nói là con cảm ơn bà Tức là à, Cái sự cảm ơn của mình nó như thế nào à, mình dạy cho gì à, mình dạy cho con trẻ nó, ở nhà nó, nó có sự cảm ơn à, Và cái từ cảm ơn á Nó tạo ra một cái mối dây liên kết Nó tạo ra một cái mối dây liên kết Tình nghĩa giữa bố với con, giữa mẹ với con Giữa vợ với chồng à, Vợ nói cảm ơn chồng, chồng nói cảm ơn vợ à, Bạn hình dung chưa à, Giữa cháu, con cháu với ông bà à, Giữa bạn với khách hàng, giữa khách hàng với bạn Giữa bạn với nhân viên nhân... Các bạn cứ nói cái lời cảm ơn à, Với nhân viên chưa Em cảm ơn thầy khơi dòng tôi cho em tuyệt vời Cảm ơn anh Duy Buổi chia sẻ hôm nay của anh có nhiều điều tích cực Ok tuyệt vời Chào bạn Nguyễn Xuân Thịnh Ok cảm ơn bạn Thịnh rất là nhiều à, Nó là cái, cái, các bạn như chưa cái, cái, cái cái lời cảm ơn là một cái lời mà gọi là một cái lời nó rất là nhân văn à cái lời cảm ơn khi mà các bạn liên tục mà sử dụng những ngôn từ cảm ơn á thì cái con người của bạn nó 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 rất là nhân văn ra nó nó rất là gì à nó rất là nhiều khiết ra à, nó rất là chân tình à bạn ơi được chưa nếu mà bạn 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 sử dụng một cái lời cảm ơn à, mà nó đi từ trái tim của bạn rồi thì bạn đang huấn luyện bạn trở thành một con người luôn luôn chân tình à, luôn luôn chân tình có cuộc sống rất là trang tình và bạn có xu hướng là bạn không có tiêu cực và bạn có xu hướng là bạn có được đăng cao hơn cái từ cảm ơn đó là lòng biết ơn à cái lòng biết biết ơn và người nào mà họ có lòng biết ơn lớn đó là cái người đó họ phát ra một cái năng lượng hay lo một cái năng lượng rất là bình an một cái năng lượng mà nó kết nối với những cái con người mà họ có cái lòng biết biết biết, ơn đó hỗ trợ họ để họ phát triển mạnh mẽ hơn ok chưa rất là tuyệt vời cảm ơn hai vị sách của thầy đã giúp em ra khởi nghiệp lần hai tuyệt vời cảm ơn bạn ngô thái bảo cảm ơn thầy cảm ơn rất là tuyệt vời cảm ơn bà nguyễn văn giang rồi cảm ơn chân chân thành đúng rồi à bạn hoài anh à đội ơn hả à, thầy ok cảm ơn thôi à, bạn hoài anh bạn nói cái từ đội ơn thì thì no kính quá à, à cao hơn à, cái gì à cái, cái từ cảm ơn cái từ cảm ơn là cái mà cái hành động chúng ta nói ra ngoài còn cái lòng biết ơn là nó xuất phát từ phía bên trong nó xuất phát từ chính cái trái tim của bạn à và những cái con người đó bạn càng có lòng biết ơn ví dụ ngay bây giờ mà bạn dành lại một vài giây phút thôi à, bạn tỏ cái lòng biết ơn với cha mẹ của mình là lập tức các bạn thấy không à cái tình thương của bạn cái sự kết nối của bạn bạn kết nối với cha mẹ mình ngay ngay bây giờ à, bạn dừng lại một phút à, bạn hình dung về về cái người cô giáo dạy mẫu giáo của mình à, những thầy cô dạy cấp 1 của mình thầy cô dạy cấp hai của mình và bạn nhớ từng cái khuôn mặt của từng người đó và bạn tỏ một cái lòng biết ơn thôi thì lập tức cái năng lượng của bạn kết nối với người đó liền các bạn có cảm nhận ra điều nào à ngay bây giờ bạn nghĩ về một cái người bạn thời nỗi khó của mình cái người bạn hồi học cấp 1 của mình những người bạn hồi đó chạy chân đất với mình những người bạn hồi đó tắm mưa ở trường với mình những người bạn đó đã xây dựng nên tuổi thơ của mình một cái tuổi thơ nó rất là ý nghĩa thì lập tức những cái nguồn năng lượng của bạn lập tức kết nối với những cái người đó ngay các bạn có cảm ơn cơ hình vô đây này mà hoặc là ngay bây giờ bạn suy nghĩ về những người khách hàng của mình à những cái người khách hàng bạn nhớ những cái ngày đầu bạn ra khởi nghiệp mà những người khách hàng đầu tiên là ai họ là ai họ đã là những người đầu tiên hy sinh à, họ đã hy sinh gì à họ đã hy sinh cái sự rủi ro của các bạn họ phải chấp nhận mua hàng từ một người mới ra khởi nghiệp cái người khởi nghiệp đó chưa biết bán hàng tra tấn khách hàng là chính ok chưa ép khách hàng thậm chí những ngày đầu à, khách hàng của bạn sản phẩm bạn nó chưa tốt nhưng mà họ là những người khách hàng đầu tiên họ đã hy sinh cho các bạn các bạn nhận ra điều này chưa thì lập tức à, cái tình thương của bạn cái năng lượng của bạn nó rất là tuyệt vời bạn nhận ra điều này không ạ à? là ký chữ biết ơn và lòng biết ơn nó kỳ diệu lắm nó vô cùng kỳ diệu mà đó mà nói đó là cái ngôn từ kỳ diệu mà nếu bạn biết cách à bạn sẽ xây dựng được cái mối quan hệ rất là bền chặt với những người chung anh của chúng ta à, cái livestream tối nay là nó rất là ý nghĩa bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì các bạn chia sẻ đi bạn thi Đa em chia sẻ chưa à bạn hồng nhung bạn chia sẻ chưa à mình nhìn trên màn hình của mình thì mình thấy cho tới bây giờ mới có 78 lượt chia sẻ mình nghĩ là đáng lẽ là phải 200 lượt chia sẻ chứ bạn quyền khởi nghiệp ok bạn đã chia sẻ chưa cảm ơn thầy về bài học đi ic hôm qua đã giúp em tràn đầy năng lượng và có năng lượng hướng đến mục tiêu ok bạn quyền khởi nghiệp ơi tuyệt vời em rất là tuyệt vời cái sự chăm chỉ và sinh học của em và cái lòng biết ơn của em nó sẽ giúp cho em có năng lượng đi xa và đi xa hơn nữa ok chưa chào bạn đoàn minh dương em đã chia sẻ rồi ok tuyệt vời À, cảm ơn bạn đoàn minh dương rất là nhiều bạn rất là tuyệt vời vậy thì bây giờ các bạn thấy ra được cái chữ sức mạnh của cái từ cảm ơn và lòng biết ơn chưa à, nếu mà bạn nào à, à, bạn thấy nó được sức mạnh của hai cái từ này thì bạn là người kỳ diệu ok chưa và và bạn khám phá ra được cái từ kỳ diệu còn những người mà họ không có lòng biết ơn thì sao ạ à? họ không biết cảm ơn họ chỉ biết gì ạ à? họ chỉ biết cho họ thôi coi ngủ sớm đi thầy ơi ok không cần phải nhắc bạn nguyễn thương ơi à, à đây là không phải cái giờ ngủ của mình à ok chưa à, sau này đến cái lúc đi ngủ thì đi ngủ luôn à ok bạn nguyễn thương ơi chúng ta sống không có nhiều trên đời này chúng ta sống không có nhiều ông trời ông cho chúng ta sống được 80 năm hay chín năm gì thôi hết một phần ba trong đó là chúng ta đi ngủ rồi Hết một phần ba là chúng ta dành thời gian ngủ rồi. Sau 80 năm, 90 năm đó là chúng ta đi ngủ luôn mãi mãi. Ngủ luôn mãi mãi. Nên thời gian mà còn thức ở trong thời gian này không còn nhiều nữa. Nó là hãy dành thời gian cho thức. Thay vì dành thời gian cho đi ngủ. À, sau này mà chúng ta đi ngủ là chúng ta đi ngủ luôn mãi mãi luôn. Kêu không có dậy. Ok chưa bạn Nguyễn Thư ơi. Nó là hãy dành thời gian thức nhiều hơn. Để chúng ta enjoy cái cuộc sống này. Chúng ta khám phá cái cuộc sống này. Bởi vì sao à à, sau này chúng ta đi ngủ mãi mãi ngàn thu luôn à, và chúng ta không bao giờ thức dậy được nên là hãy dành thời gian để khám phá thế giới này đừng có dành thời gian cho ngủ nhiều quá ok chưa chúng ta có mặt trên đời này không phải để ngủ ngủ để gì à để phục hồi sức khỏe một chút xíu thôi mà chúng ta hãy khám phá thế giới này ok chưa nên là ông nào mà ham ngủ sớm ngủ quá nhiều á là cái ông đó quá hoang phí cuộc đời sau này qua bên kia rồi ngủ ngủ mãi mãi luôn ok chưa à bạn năm bạn ok chưa cảm ơn các bạn rất là nhiều à, các bạn đã xem cái livestream mình hồi nãy giờ và các bạn ủng hộ mình à, và hãy mời bạn bè mình những người thân yêu của mình và xem livestream này nữa bây giờ mình chia sẻ cái điều thứ năm à, chúng ta nên hứa ít nhưng mà làm nhiều thời gian khám phá thế giới đúng rồi bạn cương ơi hãy dành thời gian để khám phá th th thế giới nên hứa ít và làm nhiều hơn lý để xây dựng được mối quan hệ tốt chúng ta nên hứa ích, ít lại À, đừng có hứa quá nhiều à, những cái lời hứa mà nói là thầy nói hay quá ok chào bạn trần mai lan cảm ơn bạn trăng mai lan nhiều à, nghe cái đọc cái câu comment của em là tự nhiên mình vui ngay à, bạn mai lan có quyển sách của mình chưa nếu mà chưa có sách thì hãy mua hai quyển sách của mình đọc để gối đầu giường nữa hứa ít và làm nhiều đúng rồi chúng ta hay dùng những cái từ những cái từ mà mình gọi là những cái từ những cái từ nó che đậy rất là hay à, Và những cái từ đó nó sẽ làm tổn thương cái mối quan hệ của chúng ta Ví dụ như là Chúng ta gặp một người quen nào đó và chúng ta nói à, Hôm nào rảnh à, hẹn nhau đi uống cà phê nhé À là các các bạn thấy chưa Chúng ta nói cái lời đó là nghĩa là không bao Không bao giờ Không bao giờ gặp Hoặc, hoặc, hoặc là nói Hôm nào rảnh rảnh à, tụi mình gặp nhau nhé Những cái từ đó là những cái từ gì à Những cái từ nói cho vui Hứa hẹn cho vui Chứ có bao giờ làm đâu có bao giờ làm đâu nó là nếu mà đã quyết tâm gặp thì phải lên ngay cái lịch liền à, chào bạn ưng hạo danh ok chưa nếu mà bạn lần đầu tiên biết lên thì hãy comment xuống em đang đọc hai quyển sách của thầy rồi ạ à. tuyệt vời bạn ưng hạo danh nếu mà lần đầu tiên với mình thì comment xuống chúng ta cùng nhau biết nhau nha làm quen nhau nha à. các bạn có nhận ra điều này chưa à. nhiều lúc chúng chúng cái đó là một cái gì là dạng mà gọi là hứa hứa xui hứa cho có hứa hảo huyền á à, hồi nào rảnh 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 cùng nhau hú nhau nhé à hoặc là hôm nào dùng những cái từ đó là những cái từ mà nó 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 không tạo ra cái kết, kết quả gì, gì hết sao mạng đơ như vậy ta vậy là do bên bạn đức rồi chắc là bạn đức mạng yếu rồi mấy cái bạn kia mạng rất là mạnh mà nên là bạn nào mà nói với mình cái câu đó đó làm mà nói mình bắt lên lịch vào thời gian cụ thể liền không chấp nhận không chấp nhận cái kiểu mà nói nói hôm nào bữa nào được không chấp nhận cái kiểu đó được ok chưa nó là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nói à, tập trung vào hành động nhiều hơn là những lời hứa xuông à, đã nói giúp bạn mình thì phải giúp còn không giúp thì nói là không giúp đừng có nói mà cái kiểu lời hư xuân là tránh tới tránh lùi à rất là nhiều bạn à có cái điều đó nên là nó làm cho cái tình bạn và mối quan hệ chúng ta tổn thương ra à nói ít hơn nhưng mà làm nhiều ra đó là cái thứ năm cái thứ sáu khiến người ta cảm thấy tốt hơn và tuyệt vời hơn khi gặp bạn cái thứ sáu các bạn ghi vô khiến người ta cảm thấy tốt hơn và tuyệt vời hơn khi họ gặp bạn ghi vô đi mà nói là một lần nữa này khiến người ta cảm thấy tốt hơn và tuyệt vời hơn khi gặp bạn ok chưa hồi nãy giờ mình không thấy các bạn comment vô vô nha các bạn comment vô mình không thấy các bạn comment gì hết à. và để tiếp tục chương trình thì mình à, à, giới thiệu à, có một số bạn mới chưa biết mình à. chào bạn nguyễn quốc huy chào thầy thầy lấy số à, cho em ok ngày mai các em nó sẽ giao cho em nhau bạn nguyễn quốc huy à mình tên là nguyễn thái duy và hiện tại mình là tác giả của hai cái quyển sách à ok giờ vượt biển lớn ok giờ và mỗi ngày một chút thôi à và quyển thứ ba là cái quyển bị dân đầu quay thì hai cái quyển sách tiếng việt đó cái quyển bị dân đầu quay thì bán ở amazon này, ở nước ngoài còn hai cái quyển tiếng việt này nè à, các bạn nào mà kinh doanh hoặc là kinh doanh chưa tốt hoặc là chuẩn bị kinh doanh thì các bạn hãy mua hai cái quyển sách này về đọc ok chưa khiến người ta cảm thấy tốt hơn và hơn khi các bạn ok bạn mua hai cái quyển sách này về đọc trên khắp mọi miền đất nước à, các bạn nào muốn mua rất là đơn giản các bạn hãy inbox cho mình cái số điện thoại sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước à, với cái giá là 210 trăm mười free ship cho các bạn trong giai đoạn này và các bạn sẽ được ép vào một cái group, cái group này là group 100% những người dân làm kinh doanh và khao khát làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước và trong cái group này mình sẽ gì à? mình sẽ trả lời cho bạn những câu hỏi rất là cụ thể trong kinh doanh và những cái chủ đề liên quan tới kinh doanh thì mình sẽ live stream trong cái group này, à, cái đó là những cái bonus cho các bạn khi các bạn có sách rất là tuyệt vời. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề. À chúng ta khiến người ta tốt hơn tuyệt vời hơn năng lượng hơn tích cực hơn khi họ gặp bạn ok chưa à, các bạn có cảm nhận ra trong cuộc sống mà khi bạn gặp một cái người nào đó bạn thấy là bạn nói chuyện cho họ xong tự nhiên năng lượng bạn tràn đầy không ạ à? có không có các bạn ơi có thầy ơi coi lại giùm em nhà em có mua sách rồi mà chưa được ép vào à, không có ép vào mà bạn nào có sách rồi thì các bạn comment và sẽ giao cho bạn một cái link và bạn trả lời được những cái câu hỏi trong link thì lúc đó uh, mới được approve còn nếu mà các bạn không trả lời được thì các bạn không có approve một cuốn sách vào group không một cuốn sách không vào group được hai cuốn mới được vào group ok chưa yeah. vâng tiếp tục nè à, tiếp tục nè à, nó là chúng ta bạn đã từng gặp ai đó mà năng lượng bạn rất là tốt à, Tuy nhiên khi mà bạn gặp người đó bạn nói chuyện một hồi về nhà các bạn mệt luôn à? Bạn đuối luôn không? Có không cái bạn ơi? Có đúng không? À có à, Nó là các bạn phải như thế nào à? à các bạn phải có cái nguồn năng lượng rất là tốt Có rất là nhiều bạn Có rất là nhiều bạn Năng lượng của bạn Bạn có chuyện buồn hay là việc kinh doanh bạn nó không được tốt hay là bạn có những cái gì khó rắc rối đó thì, thì, một số bạn đó bạn gặp mình và khi bạn gặp mình xong cái là thế là bạn giải tỏa được năng lượng và và bạn như thế nào à bạn về và bạn làm việc nó tuyệt vời hơn à các các bạn hiểu chưa thì thì nếu mà các bạn mà có quen biết với những con người nó như vậy thì các bạn thấy điều đó rất là tuyệt vời à, và bạn hãy xây dựng mối quan hệ với những con người đó như vậy ví dụ như bạn xem cái livestream này của mình và nếu mà bạn xem cái livestream này của mình, bạn xem tôi cho đuối và bạn học được rất là nhiều điều và nó làm cho bạn khát khao hơn, năng lượng hơn, lượng hơn. Ok chưa? Tuyệt vời hơn. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời. và bạn cần phải đi tìm những con người như vậy để bạn xây dựng năng lượng, xây dựng mối quan hệ lâu dài. Bởi vì sao À? Khi bạn gặp những con người như này, bạn trao đổi những con người này, bạn nói chuyện với con người này thì tự nhiên bạn tốt hơn. À cho bạn lên ngày mai các em nó sẽ giao sách cho bạn lo hình nhé à, cảm ơn bạn hình rất là nhiều bạn có nhận ra điều này chưa à, nó là nó là chúng ta những cái con người như vậy ở trong xã hội nó không có nhiều không có nhiều phần lớn là là bạn gặp đúng những người bạn tiêu cực hoặc là những người bạn à, họ bắt bạn nhậu họ ép bạn rồi đủ thứ đó à ok chưa họ ép bạn đủ thứ đó. À, hơn là họ chia sẻ, họ khuyến khích, họ động viên, họ làm cho bạn phát triển. Ngày hôm nay mình có gặp một một bạn à, và bạn đó nói với mình nói như vậy này. Lúc xưa khi mà em chưa gặp thầy á là thực sự là em em không định hướng được rõ ràng, em không định hướng được rõ ràng mục tiêu cho cuộc đời của em đó là cái gì. À, bạn đó nói như vậy á. À, Lúc mà bạn chưa đọc cái lớp của mình á, em không có định hướng rõ ràng và bạn cũng nói như vậy luôn à lúc đó đó thậm chí là mà à, tiêu chí để quen một người bạn trai đó. À, bạn cũng nói là em em cũng không có biết là cụ thể là cái con người nào nữa à, không biết rõ ràng không có định hình nhưng mà từ lúc mà em học những cái lớp có thầy và tư duy em nó mở ra là, là em biết liền em biết tiêu chí để một người bạn mà đi chơi với em À, một người mà có thể nói chuyện với em à, một người mà sau này à, sẽ là quen em rồi à, họ sẽ trở thành người chồng của em là em biết tiêu chí của họ là gì liền và bây giờ đi ra ngoài em nói chuyện vài câu thôi là em biết người này có thể là xây dựng mối quan hệ được còn người kia là không em không bao giờ xây dựng mối quan hệ với họ đó em biết cái tiêu chí nó như thế nào thế, thế nào rồi em cần những con người có tư duy mở cái tư duy rất là tích cực à có rất là nhiều giải dạ pháp họ sẵn sàng họ đi về phía trước chứ còn những cái con người à mà lý do lý giống à năng lượng thì rất là à không xác định rõ ràng mục tiêu à, à kiếm tiền à, thì không biết cách kiếm tiền ok hoặc là cứ làm như vậy là được rồi cuộc sống ok là bạn nói là em không thể làm bạn với những con người nó như vậy được à, bởi vì sao họ không có tiến bộ họ không có tiến lớp bạn có nhận ra cái điều này mà trong cuộc sống của các bạn không ạ? À, nếu mà các bạn có nhận ra thì các bạn comment xuống và bạn đã có những cái con người nó như vậy chưa? À, bạn bạn đã có những con người nó như vậy chưa? À, bạn có những con người họ luôn biến khó thành dễ chưa? Họ, bạn có những con người là họ luôn có cái cách để họ làm được những thứ tuyệt vời trong cuộc sống chưa? họ có bạn có quen những con người tôi với họ luôn tích cực và họ luôn đi tìm giải pháp hệ để họ đi về phía trước chưa ạ à, và và điều này nó vô cùng ý nghĩa các bạn nó vô cùng ý nghĩa à, nếu mà bạn có cho mình những cái mối quan hệ đó trong cuộc đời thì tự nhiên cuộc đời bạn nó ý nghĩa ấy à, nó đâu có cái gì nó phức tạp ở trong trong này này đâu bạn bạn hãy xác định rõ ràng cái mục tiêu của mình em chưa kinh doanh nhưng em nghe thầy truyền cảm em có định hướng hơn rồi cảm ơn em À, cảm ơn bạn lên em đọc hai quyển sách là, là bảo đảm là em ra em kinh doanh ngay à, chứ còn những cái con người mà ngồi lúc nào cũng nói là à, bạn nói rằng bạn nói à, gan có rồi bạn quân dương gan có rồi là sao không hiểu à, ví dụ như là những con người à, bạn à, bạn cũng có nói cho mình một cái, cái câu rất là hay nè bạn nói là à, em gặp cái ông anh kia ông nói rằng là bây giờ bà, ông như vậy là đủ rồi, ok chưa? mà nói tất cả đó là ông nói dối hết. Làm sao đủ được? Mình hỏi ông có nhà riêng chưa? Bạn nói chưa? mà nói ông có xe chưa? Chưa. Vậy thì cái đó là ông nói dối. Có nhà riêng thèm không? Thêm nữa không thêm? Có xe con thèm không? thèm chứ? À, đừng đi du lịch nhiều không? Thêm không? Thêm chứ? Nhưng mà tại sao? Vì tôi nhiên con ông đóng. Ông ở. Ờ, ông không có cái cách nào để ông làm được cái việc đó nên là ông nói ồ như vậy là đủ rồi đó là tất cả là những cái 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 cái, cái lời gì của những người tư duy không có mở họ không có giải pháp họ không chịu khát khao học tập họ không đi về phía trước nên họ mới nói những cái câu nó như vậy các bạn có nhận ra điều này chưa à bạn uh, Franco Franco Bill cảm ơn thầy từ khi học lớp khởi nghiệp của thầy em đã học được rất nhiều về kinh doanh và cuộc sống. Ok, cảm ơn Franco. Bully Ok bạn nói toàn là tiếng Anh không à Nên là mình bỏ tay cho bạn luôn Ok chưa Cảm ơn bạn rất là nhiều à, à. Sao bạn không học lên nữa nhỉ Thì bạn Bình Trang Em chia sẻ định hướng kinh doanh với bạn em Nó nói, nói. Em bàn chuyện trên mây Em chia tay nó luôn Ok <laughs> Tuyệt vời Ok chưa Đi làm kinh doanh mà nó nói mình trên mây Ok chưa cái à. Các bạn thấy chưa Họ mới trên mây á à, Cái chuyện kinh doanh là cái chuyện hàng ngày Cái chuyện rất là thực tế À, nhưng mà những cái con người đó thì họ nói mình ở trên mây và rõ ràng họ mà đang trên mây kêu họ xuống chắc là họ đang ở trên cột điện đó. em hãy kêu họ xuống họ đang ngồi trên cột điện ban chuyển kinh doanh là chúng ta đang nói chuyện rất là thực tế chúng ta nói cái việc là là lập công ty chúng ta nói cái việc về khách hàng chúng ta tuyển dụng nhân viên chúng ta đang đi giải bài toán thực tế mà họ nói chúng ta trên mây nghĩa là họ đang ở trên mây ok chưa và họ cũng tưởng ta đang ở trên mây thực sự ta đang nói cái chuyện rất là thực tế bạn hồn vô ra chưa, à, tư duy hơi bị đóng đinh đó thầy đúng rồi, à, những cái người tư duy đóng đinh thì bỏ tay rồi, tức là họ đóng cái đinh của họ lại, tự nhiên họ nhốt cái tư duy họ lại vậy, à, ok chưa, vâng, vậy thì các, các các bạn thấy chưa, bạn cần hãy gặp những con người, cái này em liên tưởng đến nhóm đinh trong sách của thầy vượt biển lớn <laughs> ok, bạn to đi trần, cảm ơn em rất là nhiều, sao giờ này em lại xem được live stream, em không làm việc sao em xem được live stream bạn to đi trần ơi à nó là các bạn thấy nó ý nghĩa chưa à. bạn nào chưa chia sẻ live stream thì các bạn tranh thủ chia sẻ live stream và bạn nào mà chưa mua sách thì tranh thủ các bạn mua sách đi về nhà đọc để mà nắm rõ hơn à, để các bạn tuyệt vời hơn ok chưa tiếp tục à cái điều thứ bảy các bạn ghi vô đó là thân thiện và chú đáo ok chưa? thân thiện và nhiệt huyết nếu các bạn muốn xây dựng một mối quan hệ tốt Mà bạn thiếu đi cái tính thân thiện Và cái sự nhiệt huyết à, Thì như thế nào ạ à? Thì không thể có mối quan hệ tốt được Hôm nay lễ em nghỉ ở nhà thầy Ủa hôm nay lễ gì Hôm nay là bên đó còn chủ nhật hả em À bên 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 Mỹ còn còn chủ nhật đúng không em Em chia sẻ hơn 10 nhóm rồi đó thầy Ok cảm ơn em Em rất là nhiệt tình Vậy là rất là nhiều bạn vẫn chưa có chia sẻ Một mình em làm 10 group mà mình nhìn trên này là mới có 110 lượt chia sẻ à Thì em chiếm hết 1 phần 10 ở trong này rồi Em rất là tuyệt vời à, Em quá tuyệt vời luôn Các bạn chung chưa à, Hôm nay bên đó lễ gì em nhỉ à, Thân thiện chu đáo nhiệt tình đúng rồi Mình có một người bạn à, Người bạn của mình nó như thế nào à Người bạn của mình à, à Khi mà mình bước chân vào Sài Gòn này À, những ngày đầu mình bước chân vào Sài Gòn này và mình quen với bạn, bạn ở gia kiệm Đồng Nai, à, mình thì người Khánh Hòa à, và hai mươi mấy năm trước à, khi vào Sài Gòn này và lập tức gặp bạn, à, các 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 bạn hình chưa? lập tức gặp bạn à, và từ đó tới giờ quen với bạn và à, khi học xong thì bạn ở lễ Memorial đấy thầy ơi, ok chưa? lễ tạ ơn hả em? À, lễ tạ ơn hả? à, và khi như thế nào ạ à? và khi à, bạn ra và học ra trường mà ở sài gòn một thời gian và thế là bạn đi về lại ở quê ở gia kiệm để bạn kinh doanh mình thì vẫn ở sài gòn và làm kinh doanh à, và cũng lâu rồi cũng cả 10 năm rồi chưa có gặp nhau à, nhưng mà hôm bạn xem cái livestream này à, tình cờ bạn lên facebook và bạn bạn thấy cái livestream của mình và bạn thấy mình nhảy mũi ở cái giờ bạn thấy mình nhảy mũi à, và bạn inbox liền bạn hỏi mình là đang bị viêm son hả mà nói đúng rồi đang bị viêm son ok chưa lễ tưởng nhớ đó thầy ơi cảm ơn em thân thiện chú đáo nhiệt tình cảm ơn bạn như nụ hoàng à, thân thiện và chú đáo đúng rồi và như thế nào ạ à? và lập tức bạn hẹn với mình liền à, và các bạn bạn biết mới có tuần vừa rồi thôi là bạn tư ở gia kiệm bạn tư ở gia kiệm các bạn gia kiệm đồng nai á bạn bắt bạn lấy xe máy bạn chạy về sài gòn từ giá kiệm đông nam mà chạy về sài gòn nó mình nó nằm khoảng cả trăm cây số và bạn chạy xe máy về mang cái hũ thuốc viêm xoang lên cho mình à, và mình với bạn ngồi ăn trưa à, mình với bạn ngồi ăn trưa với nhau ghé vô nhà mình chơi à, và, và bạn thấy cái kệ sách của mình lễ tạ ơn là sen Vinh đã thầy ok cảm ơn em à, và như thế nào ạ à? bạn mình đã tặng cho bạn hai cái quyển sách à, và mình tức là bạn như thế nào à? bạn rất là nhiệt tình và bạn rất là chu đáo và và cái tình bạn này nó đã kéo được hai mươi mấy năm rồi và chính cái 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 gì à? À, à chính cái sự nhiệt tình của bạn cái sự nhiệt tình của bạn À, đó là cái sự cảm động à, các, các bạn các bạn bè mình mà họ nhiệt tình và họ chú đáo nó sẽ làm cho bạn cảm động nó sẽ chạm tới cái trái tim của bạn nó sẽ chạm đến cái tình cảm của bạn và nếu chúng ta có những cái mối quan hệ chất lượng thì chúng ta cần phải nhiệt tình và chú đáo chúng ta không thể trực trớ được chúng, chúng ta à, không thể xây dựng cái mối quan hệ là bằng cách gì à, à thấy cái anh đó à nó có cái lợi gì đó thì chúng ta săn đón rất là nhiều à còn cái người nào đó chưa có thì chúng ta không có săn đón à, chúng ta hay xây dựng cái quan hệ theo cái kiểu là có cho tôi à chúng ta hay xây dựng cái mối quan hệ nó như vậy và chính cái cách xây dựng mối quan hệ nó như vậy nó làm cho chúng ta như thế nào à nó làm cho chúng ta bị lỡ à, và hối tiếc rất là nhiều nó là đã có mối quan hệ thì chúng ta cần phải nhiệt tình và chú đáo và mình rất là vui mình có những cái người bạn đặc biệt là lớp trưởng của mình à, hồi học đại học à, lớp trưởng của mình à, hồi học 12 những người bạn à, ở trường thống kê à, biên hòa đồng nai à, những người bạn hồi học ở đại học à, và những cái bạn à, học viên của BTN trong vòng 9 năm qua à, họ học họ tương tác với mình và trong trường mực nào đó trong một cái trường mực nào đó À, bởi vì cái lượng học viên rất là, là là đông nhưng mà trong trường mực nào đó mình cố gắng à, mình nhớ mình cố gắng mình biết ơn một mình cố gắng mình tương tác thì mình cũng rất là vui là à, à, mình nhớ rất là nhiều bạn mình mình nhớ van vách rất là nhiều bạn và mình 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 rất là như thế nào à mình 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 kết nối với các các bạn và thế là bây giờ à, ngoài cái việc học hành rồi xong ra kinh doanh xong thì mình rất vui là bây giờ À, mình tương tác với các bạn như những những cái mối quan hệ rất là chân tình trong một khoảng thời gian rất là dài và mình cũng rất là vui là khi mình vào đất sài gòn này hai bàn tay trắng không một mối quan hệ nào mà bây giờ đi ra đường ở sài gòn này là mối quan hệ của mình rất là nhiều cái đó là là nó không phải tự nhiên nó có mà đó là cái sự nhiệt tình à cái sự chú đáo à cái sự kết nối à không phải tự nhiên mà nó có được không phải tự 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 nhiên tất cả mọi thứ chúng ta đều phải xây dựng và gây dựng lên mỗi ngày thì nó mới có được đó các bạn anh dung được chưa là cái điều thứ bảy ở đây mình muốn gửi đến các bạn đó là chúng ta phải xây dựng cái mối quan hệ trên cái sự thân thiện nhiệt tình chu đáo và tận tâm à, cho bạn phạm văn sinh rất là nhiều à, cho bạn xin gỗ gọi là xin gỗ thì đúng hơn ok chưa à, chào chào thầy tỷ phú áo cam À, không bạn chào mình cái câu này là rõ ràng là nó có một cái gì đó nó không có phù hợp à, bạn ba sơn ha à, cái câu này có lẽ là cái câu mà nó nó, nó 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 không biết là nó mang cái ý nghĩa gì nhưng mà rõ ràng là nó không phù hợp và nó không giúp cho cái mối quan hệ của chúng ta nó được tốt hơn bởi những cái câu chào cái kiểu nó nhơ vậy à, bạn ba sơn à, à chúng ta đang nói về cái mối quan hệ ok bạn ba sơn ơi và và cái cách chào nó như vậy nó sẽ làm cho chúng ta có lẽ là nó tổn thương mối quan hệ thì tốt hơn đúng hơn cái câu chào đó bạn chào cho những cái người mà um, họ mới nổi mới lên đó hoặc là những người họ thích cái hình thức thầy được ok chưa vâng tiếp tục là một người luôn có cái tính cách lắng nghe tuyệt vời à cái thứ tám là một người luôn có cái tính cách lắng lắng nghe vô cùng tuyệt vời à, chúng ta phải có tính cách là một người lắng nghe À, chào bạn Thanh Hương à, à, Thanh Hương à, quán cơm chay ok chưa quán cơm chay à, à, cơm chay từ gạo lứt ok chưa à, và các bạn học viên của việc qua quán của bạn rất là nhiều à, qua quán của bạn Thanh Hương rất là nhiều à, bởi vì cũng ở gần bi à, nên là các bạn qua bên quán các bạn ăn và các bạn về các bạn khen cũng rất là là nhiều à À, rất là vui là cái quán của bạn ở gần Bi Lâu quá rồi cũng chưa có gặp bạn à, Cho bạn Trần Linh Ok, tuyệt vời à, Chúng ta phải là người Có cái tính cách lắng nghe tuyệt vời à, Là chúng ta xây dựng mối quan hệ Không phải là chúng ta gặp gặp chúng ta nói Ok, chào bạn Hiền Bến Tre à, Ok, không biết lúc này em sao rồi à, Các bạn hiểu chưa Là một người có cái 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 cái, cái lắng nghe những cái chia sẻ con người của chúng ta ông bà ta cho chúng ta mà có hai cái lỗ tai và một cái miệng điều đó à, à ông trời ổng đã nói chúng ta là hãy lắng nghe nhiều hơn lắng nghe gấp đôi lắng nghe gấp đôi nói ít hơn à, chào bạn kim loan ok chưa em đã có hai quyển sách của mình cho bạn kim loan ơi à Giờ em tạm ổn rồi thầy ơi ok cảm ơn bạn Hiền rất là nhiều à, nếu mà ổn thì rất là tuyệt vời À, vậy thì nói như thế nào ạ? À? nghĩa là chúng ta lắng nghe, à, cái khả năng lắng nghe của chúng ta nó phải tuyệt vời hơn. À, chào bạn Liên ở Cụ Chi, à, bạn Liên là chuyên gia về kinh doanh đất ở Cụ Chi. chào bạn Bùi Hiển, em cả nhà yêu ơi, em xin chào cả nhà yêu ơi. ok chào bạn Bùi Hiển, bạn, bạn comment, à, bạn Lê Hiền lắng nghe gấp đôi, nói ít thôi, ok chưa? nó là các bạn để xem mà các bạn gặp nhà, người khách hàng của mình, các bạn gặp nhân viên của mình trong một, một cái cuộc họp á, mình thấy trong cái cuộc họp á, phần nhiều là các cái ông sếp nói rất là nhiều và nhân viên thì thì im lặng không à, thì hóa ra nhân viên nó có kỹ năng lắng nghe tốt hơn à, ông sếp. bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn tranh thủ chia sẻ livestream đi, bạn Dương, tuệ Minh, à, bạn chia sẻ cái livestream chưa? à, mình nghĩ là các bạn không chia sẻ livestream này thì có lẽ là các bạn À, vẫn vẫn còn một cái chặn gì đó ở trong cái tư duy của các bạn, bạn đang có một cái góc nhìn gì đó à, và và nó vẫn chưa có thoát ra được. À, bởi vì sao? À, bởi vì Facebook họ đã hỗ trợ cho chúng ta cái livestream miễn phí này, họ quảng cáo đến cho các bạn. À, à, mình thì cũng dành cái thời gian ra để mình chia sẻ livestream cho các bạn. À, thế mà bây giờ các bạn như thế nào à bấm cái livestream về để chia sẻ cho bạn bè mình thì các bạn lại các bạn ngồi các bạn lại suy nghĩ à, đắn đó à, trăn trở có một cái gì đó mà chúng ta chỉ cần bấm cái nút chia sẻ thôi mà chúng ta vẫn cứ suy nghĩ các, các, các bạn thấy chưa thì thì rõ ràng là cái tư duy chúng ta nó vẫn cứ bị đóng và chúng ta cứ nghĩ hơn thua là nhiều à, mà chúng ta lại không nghĩ rằng cái sự chia sẻ cái sự cho đi cái sự gieo hạt càng nhiều thì à, chúng ta sẽ À, sẽ đi đến những cái việc khác nó nó dễ dàng hơn à, mấy bạn ngại sợ bạn bè thấy cười hay sao ấy đúng rồi ok em à, có gì đâu mà ngại ok giờ tiếp tục à, vậy thì chúng ta phải biết lắng nghe về phần lớn những cái ông sếp á, làm kinh doanh á, thì lại như thế nào ạ à? à, lại trong cái cuộc họp mấy ông nói cơ à, mà mấy ông lại ít lắng nghe lắm à, phần lớn các ông sếp nó là như vậy và như thế nào đúng không ạ những người họ đi bán hàng thì họ nói 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 họ nói nhiều lắm à, họ nói rất là nhiều à, họ không có chịu gì à họ không có chịu lắng nghe khách hàng họ không có chịu lắng nghe à, họ họ cứ nói theo cái chủ quan của họ à, đi bán hàng cho khách hàng mà không muốn khách khách hàng nói mà khách hàng nói một cái thì họ nói là khách hàng khó tính à, không thể hình dung được chào bạn thanh lan trương nghe thầy nói lại như được nạp năng lượng ok đúng rồi em à, à rất là tuyệt vời vậy thì nói như thế nào ạ à? À, họ họ như thế nào ạ à? họ lo họ nói nhiều quá à, và thậm chí khách hàng mà hỏi lại là bắt đầu là à, họ nói Sao cái hàng nói nhiều quá à, đặc biệt là những người họ bán hàng trên facebook á họ hay nói mình à, cái người khách hàng đó họ có hỏi hoài mà họ không chịu mua tức là cái cách của họ là họ cứ nói, 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 nói Rồi họ bắt người ta phải mua Thì các bạn thấy không? Tra tấn khách hàng kinh khủng Khách hàng mà hỏi họ lại nhiều là họ nói Tại sao mà khách hàng hỏi nhiều quá? Các bạn thấy chưa? Nó là chúng ta bán hàng mà chúng ta không chịu lắng nghe khách hàng Khách hàng mà có hỏi lại ta là chúng ta nói là khó chịu Vậy thì làm sao mà chúng ta bán hàng được? Làm sao mà chúng ta xây dựng mối quan hệ được? bạn Đăng Long nhớ lớp học bi quá thầy ơi, ok, em học lớp bi mấy rồi bạn Đăng Long ơi, à, và em đã có hai cái quyển sách của mình chưa, bạn Đăng Long, em chia sẻ cái livestream này về nhà của em chưa, bạn Đăng Long rồi, bạn Tuấn Nguyễn thầy thật là năng lượng quá, ok cảm ơn em, ngày hôm nay mình mình phải chấm bài thi rất là nhiều, à, trên bàn mình hiện tại là các bạn thấy không, đầy ngít bài thi của các bạn sinh viên, à, chấm bài còn chưa xong nữa, à, ngày mai là phải bài cao trường rồi các bạn thấy chưa? đó các bạn thấy chưa? túi đựng bài thi này một túi nè hai túi này đầy nhóc nè các bạn thấy chưa? đây này, toàn là bài thi này, à, đây là những cái túi mà đã chấm xong này đóng túi này, cái 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 cái, cái cho tôi cho toàn là bài thi ở trong này nè này, à, ngày nay nhưng mà tối hôm hôm nay là tối thứ hai, bạn à, tối hôm nay là là tối thứ hai, hứa livestream cho các bạn nên là phải dừng lại. À, và chút xíu mình cũng phải chấm bài thi nữa tại cho tới trưa mai là mình phải giao lại cho bên trường rồi à, nên là hứa là stream cho các 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 bạn các bạn thấy chưa nhưng mà mình kêu các bạn chia sẻ là stream về nhà các bạn thì các bạn lại không chia sẻ ok à, hồi nãy thì mình gấp quá mình định cũng không livestream nhưng mà nói là mình hứa rồi tối thứ hai phải chia sẻ là phải dừng lại chia sẻ trong khi chút xíu chia sẻ là stream xong này là mình phải ngồi mình chấm bài thi thì còn lượng bài thi quá nhiều à, đúng là thầy giáo à ok cảm ơn bạn Henry Trần ok chưa à cảm ơn bạn Henry Trần à, rất là tuyệt vời vậy thì các bạn thấy chúng ta phải biết lắng nghe nhiều hơn à thì chúng ta mới xây dựng được mối quan hệ tuyệt vời được à, còn không thì, thì thì làm sao mà chúng ta có mối quan hệ tuyệt vời khi mà chúng ta cứ nói 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 nói, nói, nói suốt ngày nó nói, nói sáng dậy thức dậy mình thấy có nhiều người họ giống như công việc chứ à, sáng họ thức dậy cái họ quạp 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 cái À, họ gặp ai cũng quạp 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 Họ đi lên cao không tay quạp 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 rồi suốt ngày quạp 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 lên facebook cái họ cũng quạp 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 tức là suốt ngày họ nói nó nói quạp quạp và họ mắc thôi thôi tôi chạy quạp 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 hoài giống như công việc vậy à, và họ cũng chẳng có cái kết quả gì trong cuộc đời đó à, rồi họ về họ rên rỉ họ than thở suốt ngày cứ quạp 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 các 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 bạn hình dung chưa à rồi suốt ngày rơi rỡ, than thở tới Chúc tay thật nhiều sức khỏe chào bạn Nguyễn Thanh Đức rồi chào bạn Nguyễn Quốc Cương ok rất là tuyệt vời bạn nào chưa có sách của mình thì các bạn hãy comment xuống nha để lại số điện thoại thì sách sẽ được giao về nhà các bạn à, và mình mong muốn à, tất cả những người xem live stream này các bạn cần phải có hai cái quyển sách của mình bởi vì cái điều đó là cái điều rất là tuyệt vời gửi đến cho ca các bạn ok chưa nó là phải nói là thầy là người đam mê và nhiệt huyết mới đúng bạn Henry ơi cảm ơn bạn rất là nhiều bạn tôi đi trần ơi bạn tôi nghĩ ừ, thầy chia sẻ à, này mắc cười quá ok <cười> mắc cười là tuyệt vời à, mắc cười là tuyệt vời đó. tiếp tục tiếp tục điều số 9. đó là nhiệt tình quan tâm đến người khác ok giờ tức là các bạn cần phải có sự quan tâm đến người khác các bạn nào mà đi học các lớp của mình các bạn thấy không ạ à? à lúc à, bận đứng lớp thôi lúc rảnh đó là mình thấy không? À, mình hay giọt xuống à, cái chỗ ngồi của các bạn là mình hỏi mình hỏi à, à bạn ở đâu à, bạn làm gì em chưa có sách bán hàng ok bạn nguyễn thanh đức à bạn ở đâu em em mua cái quyển mỗi ngày một chút thôi đó à, trong đó cũng nói nhiều cái bài bán hàng đó, bạn đức rồi à bạn thấy không, mình giọt xuống liền mình hỏi là bạn ở đâu bạn làm gì trước đây bạn làm gì bạn vướng mắt gì trong kinh doanh các, các các bạn thấy không à, trong trong hai ngày liên tục các bạn thấy mình liên tục mình tương tác với các bạn à, mình gặp từng bạn từng bạn từng bạn mình nói chuyện mình hỏi à, các bạn chưa tức là chúng ta phải nhiệt tình à, muốn có mối quan hệ tốt là chúng ta phải nhiệt tình à, chúng ta phải phải lăn xả ra à, chúng ta phải gì à, à phải quan tâm à, ai cũng được hạnh phúc ai cũng được vui à, mà khi được gì à khi được quan tâm bạn chung chưa khi được quan tâm, à, ai cũng hạnh phúc cái điều này hết, ai cũng được vui cái điều này hết. À. vậy thì để có mối quan hệ cho tình thì các bạn phải quan tâm. ví dụ như, ví dụ như là bạn có việc về quê, à, các bạn về, về quê, và bạn mua một ít quà, bạn mua một ít quà, đúng không? mua một ít quà, bạn vào và những cái mối quan hệ của mình thì bạn gửi tặng cho một ít quà, không cần nhiều đâu, món quà cho vui thôi. thời đại bây giờ thì người ta cũng không có, không có cần cái món quà nhiều, hả? À. Máu quà nhỏ nhỏ bé bé thôi nhưng mà đó là cái tình cảm cái tình cảm à, hoặc là vừa rồi mình có đi nước anh ok chưa yeah, vừa rồi mình 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 có đi nước anh và mình đổi cái đồng đồng bảng anh á cái đồng tiền cắt á cái cái đồng một bảng anh á thầy quan tâm trả lời từng comment cảm ơn bạn tới đức rất là là nhiều đúng rồi cái đó là cái cách chúng ta xây dựng mối quan hệ đó bạn tới đức à, cái đồng bảng anh á các bạn biết một đồng bảng anh á là nó bằng 30.000 đồng của mình một đồng bảng anh á cái đồng cắt nó bằng 30 000 đồng của mình nghĩa là một đồng của anh á nó bằng ba giá trị nó bằng 30 000 lần 30 000 lần các bạn nhớ 30 000 lần và và cái gì mình đi qua nó nên là mình à, mình giữ rất là nhiều cái đồng bản anh đó và khi mình về mình về Việt Nam thì mình làm làm gì à? mình tặng mình gặp những cái bạn thân của mình đó, là mình tặng tặng cho mỗi người một cái đồng bản anh đó à, đơn giản nó là như vậy nè mà nói đây là gì ạ à? đây là thầy mô tả vui quá <laughs> cảm ơn bạn rất là nhiều à, và mà nói đây là cái đồng bạn anh nó rất là có giá trị trên thế giới này và bạn hãy giữ cái đồng tiền này để bạn tin rằng bạn là người cũng như có giá trị nó như vậy em mua hai quyển sách một ngày một chút thôi thầy ơi em mua hai quyển sách một ngày ok em à, cho mình cái số điện thoại đi bạn à, pha lê đỏ ơi À, và ngày mai các em nó sẽ giao sách đến nhà nhà em ok chưa à, các các bạn nghe chưa và như thế nào à? à và khi nó có một cái món quà nó đơn giản thôi nhẹ nhàng thôi nhưng mà người ta rất là quý người ta rất là vui à, và cái đó là cái tình cảm mà các bạn nghe chưa hoặc là vừa rồi mình đi Dubai à, và mình mua cái gì ạ, à? mình mua cái 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 cái, cái, cái nho a à, không không a à, cái trà là à thực sự là không có nhiều đâu à, không có nhiều à, và à, những cái bạn thân thì như thế nào à ok bạn pha lơ đỏ ngày mai các em nó giao cho à, và mình tới mình chỉ tặng cho một hoặc hai trái chà là thôi không có nhiều nhưng mà cái đó là cái tình cảm à, hoặc là vừa rồi à, lâu lâu có những bạn mà học của bidin thôi lâu lâu mới có dịp tương tác ở trên facebook này lâu lắm có những bạn học lâu rồi hồi nãy có một bạn đã học bidin từ b 95 là chắc là cách đây cũng bốn năm năm rồi à, và những bạn thân á thì vừa rồi mình thấy lâu lâu có một bạn thân lâu lâu rồi mới thấy thầy ok giờ yeah. à, có một bạn rất là thân mà lâu đó không gặp thì mình tương tác với bạn và mình nói là hôm nào rảnh gặp và khi bạn gặp mình thì à, mình tặng cho bạn cái quyển sách của mình và bạn rất là vui cái cái các bạn thấy chưa tức là chúng ta cần phải xây dựng cái mối quan hệ cái sự quan tâm đến người khác thì cái mối quan hệ của chúng ta nó mới bàn chặt được à chứ chúng ta quan hệ theo cái kiểu mà mà có cho ta thì chúng ta mới xây dựng mối quan hệ thì điều đó nó không tốt chút xíu nào à chào bạn bạn phạm thị anh thư lâu quá rồi chưa gặp em nha bạn anh thư ơi à nghe đồn lúc này em lên sếp nên là ai lắm đúng rồi, đúng, rồi, đúng rồi, hồi nào rảnh đó, uống cà phê nói chuyện nha thư ơi à chạy qua bên uh, thảo điền nói chuyện nha em cho nó vui lâu ngày đi gặp nhau nói chuyện relax đi em ok chưa và cái số 10 cái số 10 cái số 10 là một cái rất là đặc biệt à, đó là cười rất là nhiều à. vâng bạn anh thư hôm nào rảnh inbox uống cà phê nha anh thư ơi à, lâu qua ngày đi gặp uống cà phê cho vui em à chào bạn vũ nguyễn ok vâng hồi nào inbox uống cà phê nha chạy qua bên chỗ thảo điền đi nha à, uống cà phê à, giờ hành tránh thì nó tốt hơn em À, cuối tuần rồi thì không rảnh ok chưa à cái thứ mười đó là cười tươi lên cười nhiều lên cười nhiều lên gặp bạn bè nè gặp mối quan hệ gặp người thắng là chúng ta phải cười à nở một nụ cười rất là tươi có một bạn có một bạn à, hỏi mình là à chào bạn nguyễn sang ok chào chào em à, có một bạn hỏi mình là là thấy mình rất là năng lượng à, và làm sao để mình năng lượng Mình nói ngày nào cũng cười cười 30 phút lên à, bạn đứng trước gương mà bạn cười 30 phút là năng lượng bạn nó tràn đầy liền à ok chưa à, ngày nào cũng cười đi à, cái lý do mà bạn không có năng lượng là bạn không có cái chịu cười gì. bạn cứ trầm ngắm à, bạn bạn tiêu cực nhiều hơn à, mình phát hiện có nhiều người vui lắm các bạn họ cố gắng các bạn họ dùng năng lượng của họ nè họ dùng sức lực của họ nè à, họ họ dùng mọi thứ để họ giữ cái tiêu cực và cái bảo thủ của họ nó ở lại cho nó rất là cứng à, cười thì con không chịu cười nữa bạn đăng long ok chưa bạn đăng long này lâu lắm rồi nè cười bất chấp có được không thầy đúng rồi lâu rồi rồi hồi nào em rảnh em đi học lại nha đăng long ơi à, học lại đó ôm nha cười nhiều vô cười để có người nó năng lượng nó tuyệt vời mà có nhiều người rất là mắc cười họ dùng cái sự bảo thủ này họ dùng cái lý luận này, họ dùng cái triết lý này, họ dùng những cái chai bia này, họ dùng mọi thứ để họ giữ cái bảo thủ, họ giữ cái tiêu cực, họ bảo vệ cái thất bại của họ lại không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được các bạn ơi, không hình dung được. À họ dùng cái trình độ, cái trí thức, cái học hành để họ bảo vệ cái tiêu cực. À không hình dung được. Nói cười nhiều lên thì không chịu cười. À nó là một trong những cách để chúng ta xây dựng mối quan hệ tuyệt vời hơn là chúng ta phải gì có nụ cười rất là tươi. Ok chưa? Các bạn mà, mà con trai mà bạn cười rất là tươi một cái, ok, bạn gặp những người nữ họ thích liền, họ thích cái nụ cười tươi của các bạn liền. ok chưa? Các bạn là con gái mà bạn có nụ cười rất là tươi, ok chưa? Và bạn thứ bảy này em gặp thầy này, ok, bạn kim loan rất là tuyệt vời và bạn cười thế là đối tác à, nam họ thích bạn liền ok chưa à, nó là cái nụ cười cái nụ cười nó rất là tuyệt vời à mà nó là cái con người của chúng ta nó có một cái nụ cười rất là kỳ diệu à cái nụ cười gọi là cái nụ cười mình gọi là nó 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 gọi là cái nó không phải kỳ diệu mà nó là huyền diệu à thầy cười đẹp quá <cười> cảm ơn bạn rất nhiều cái nụ cười nó rất là hiền diệu tuy nhiên có nhiều cười họ lại như thế nào à chào bạn đỗ thì trọng ok và có những người họ lại không biết tận dụng cái nụ cười này họ không biết tận dụng cái nụ cười này để 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 gì à để tạo ra cái điều hiền diệu trong cuộc sống của họ để tạo ra cái sự hiền diệu trong kinh doanh của họ để tạo ra cái sự hiền diệu trong cái việc làm gì à làm lãnh đạo ok chào bạn linh trần Dance spot, ok đọc cái tên của bạn là rất là thú vị rồi ok chưa à và bây giờ các bạn cười đi các bạn cười, các bạn cười lớn, lớn các bạn cười lớn lên các bạn cười lớn đến nỗi mà mình ngồi ở đây mình ngồi ngay ở nhà mình mình cũng nghe luôn cười còn hơn cười còn được trẻ hơn nữa thầy ơi đúng rồi à nó là chúng ta cần phải cười đúng không cười nhiều ra mỗi ngày chúng ta nên cười nhiều ra thầy chia sẻ điều nào cũng quá chính xác ok cảm ơn bạn đang Long rất là nhiều nó là chúng ta cần phải có những cái nụ cười rất là tuyệt vời Ok chưa các bạn ơi à, Có nụ 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 cười Nụ cười người ta nói là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nhưng mà mình nghĩ 10 thang thuốc bổ không đủ đâu À, Những cái người nào đó họ đo lường vẫn chưa chính xác Mình thấy nó có bằng cả trăm cả ngàn thang thuốc bổ lận bởi vì nó mang nhiều lợi ích quá Chỉ có con người mới có nụ cười thôi vậy mà không chịu cười đúng rồi à, Tuyệt vời vậy đó Nó là à, Bây giờ các bạn cũng cười À, sáng ngày chúng ta cũng cười, chúng ta cười nhiều vô, ok chưa? Chúng ta cười nhiều vô, đó là cái mà 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 một trong những cái mà chúng ta hoàn toàn không tốn một đồng tiền nào hết. Các bạn ăn ra điều này chưa? À, cười có bị chứ không? ở đó thái chưa? Vì sợ người ta chửi mình khùng mà không chịu cười. À, chúng ta cứ cười thoải mái đi. Còn họ nghĩ chúng ta cái gì là cái chuyện của họ chứ? Người ta nói mình khùng Mà mình không khùng thì mắc mớ gì mình sợ Chỉ sợ mình là người khùng thiệt Mà không không cười thì nó mới khùng á Chứ còn cười thì chắc chắn là nó không có khùng đâu À ok chưa à, Cười là cuộc đời nó nó vui à Còn nếu mà chúng ta không cười Thì có lẽ chúng ta khùng thiệt à Bởi vì mình thấy mấy cái cái đứa nó khùng thiệt thì phần lớn là nó không có cười à chỉ có đứa nào là nó nó khùng thì kiểu, kiểu 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 cười cười thôi phần lớn mấy ông bị chết ông đâu có cười các bạn hình dung ra điều này chưa nó là đây à, uh, ok chưa đây là một trong những cái điều mà nó luôn luôn ý nghĩa và và nụ cười nó rất là tự nhiên và bà đảm đi các bạn ngày hôm nay các bạn cũng cười thì tự nhiên da và da dẻ bạn nó hồng hào liền bởi vì cái nụ cười người ta chứng minh ra, ra được là nó nó tiết ra cái chất à, uh, một cái chất gọi là cái chất rất là tốt cái chất dopamine rất là tốt ok chưa nó làm cho da dẻ bạn hồng hào nó làm cho con người bạn tràn đầy năng lượng và nó phát ra một cái nguồn nguồn năng lượng nó rất là kỳ diệu để nó hút những cái con người thành công những cái con người tuyệt vời đến với cuộc đời của các bạn à, và nếu mà khi mà các bạn bệnh hay bạn gì đó mà bạn cười nhiều đi thì cũng như là bạn đang uống cái viên thuốc để bạn giải tỏa đi những cái bệnh và những cái mệt mỏi đó vậy là vừa rồi mình chia sẻ đến các bạn đúng không 10 gì à? 10 cái điều để giúp cho chúng ta có được những cái mối quan hệ nó rất, rất là tuyệt vời trong cuộc sống à, và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống để các bạn làm quen với mình và sau cái livestream này mình sẽ như thế nào à mình sẽ kết nối với các bạn bạn nào mà chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn nhớ các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn nhé và bạn nào chưa mua hai cái quyển sách này của mình, hai quyển tiếng việt này, cái quyển vượt biển lớn và quyển mỗi ngày một chút thôi, thì các bạn comment xuống cho mình à, cái số điện thoại sách sẽ được giao đến các bạn à, khắp mọi miền đất nước bất kỳ bạn ở đâu trên mọi miền đất nước Việt Nam thì sẽ được giao cái quyển bị dân đầu quay là quyển tiếng anh thì các bạn mua ở nước ngoài rồi và bạn nào có hai quyển sách này thì mình sẽ các bạn đủ tiêu chuẩn để vào một cái group, à, cái group này chỉ những người có sách thì các bạn mới được vào À, và à, hôm thứ hai Thì thứ năm này Có cái lớp à, 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 Mình chia sẻ về kinh doanh và khởi nghiệp Hoàn toàn miễn phí vào tối thứ năm Ở tại 199 Điện Biên Phủ Phường 15, quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh à, Và các bạn nào quan tâm tới cái lớp này Hoàn toàn miễn phí Thì các bạn comment số điện thoại xuống à, Trung tâm sẽ mời bạn đi học Cái chỗ ngồi thì cứ được 80 bạn thôi Cái lượng lớp thì lúc nào cũng đông hết các bạn không học kịp đợt này thì các bạn học đợt sau à, cuối tuần này thứ bảy và chủ nhật à, cả hai ngày liên tục à, mình sẽ chia sẻ các bạn cái lớp làm chủ doanh nghiệp à, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối à, để chúng ta về à, để chúng ta cùng nhau kết nối và làm quen với nhau à, ok bạn Đăng long ok giờ em đăng ký một ghế rồi thầy ơi rất là tuyệt tuyệt vời à, và rất là vui gặp bạn ở các cái chương trình làm chủ doanh nghiệp của mình à, Và chúng ta tạm thời tạm biệt tại đây Và tối mai mình sẽ quay lại với các bạn với một cái live stream vô cùng tuyệt vời Với một cái chủ đề cũng vô cùng tuyệt vời à, Và các bạn nhớ 9 giờ rưỡi tối mai các bạn xem tiếp live stream của mình nhé à, Bye bye các bạn, chúc các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon và nhớ cười nha Và sáng mai nhớ cười nha, cười rất là nhiều nha Ho oh, oh, ha, ha, ha. Rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất là nhiều